Chào tất cả các anh em ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Bờm TV Điện Máy Trang Huê. Thì ngày hôm nay em xin phép giới thiệu đến tất cả các anh em nhà mình một số mã hàng đồ pin. Hàng đồ pin của Rectong, thương hiệu hàng chính hãng, hàng công ty, bảo hành 6 tháng cho anh em mà giá thì khá là hợp lý anh em ơi. Đây còn Rectong chuyên cho anh em đi thợ thuyền. Rectong chuyên cho anh em đi thợ thuyền chinh chiến công trình. Con này thì đã có video test cho bên ngoài cho anh em nhà mình xem luôn rồi. Quá là ngon luôn. Anh em nào mà đã có pin chân phổ thông rồi thì anh em lấy thân máy cho em. Chưa có pin thì em có hỗ trợ bán cả pin cho mình luôn này. Thân máy con Rectong 13120BL. Con này có tay cầm phụ rất là chắc chắn cho các bác mình luôn này. Đây. Con này thì mã máy của nó là 13120BL anh em nhé. Có nghĩa là 13 ly và là 120 N. 3 chức năng luôn anh em ơi. 24 cấp trượt 3 chức năng này. Anh em dùng chức năng khoan sắt khoan gỗ ấy, bắn vít bắn tôn hoặc búa đều được cho em nhé. 2 tốc độ nhanh chậm cho em. Con này thì tốc chậm là 550 vòng một phút và tốc nhanh là 2000 vòng. Moment xoắn lên đến là 120 N. Nên là anh em thợ thuyền bao chinh chiến luôn. Các bác đi làm công trình, các bác làm thợ điện lạnh, anh em rút lõi, ok thoải mái cho em luôn này. Đây em sẽ gắn thử vô cục pin cho bác mình xem luôn nhá. Đây anh em ơi, các bác đã có pin châm phổ thông rồi, anh em gắn vô đây cho em. Ok này. Ui chà. Chân pin phổ thông anh em ơi. À, nghe em tiếng máy này. Nghe em tiếng máy nó đã quá trời rồi, đã luôn các bác ạ. Con này thì có đặc chiều, có cò điều tốc và có đèn led soi sáng. Phục vụ anh em mà chuyên thợ, anh em nào thợ làm nhiều. Làm nhiều muốn con máy ngon, khỏe, chất lượng, anh em chuyển dòng này cho em. Thân máy Rectong 120 N 13120BL. Rồi, các bác cùng em đi test thử với con này anh em nhé. Ok thì em sẽ bắn tôn cho anh em mình xem với con 13 ly này. Sẽ test với con máy khoan 3 chức năng Rectong 120 N. Em sẽ bắn vít gỗ dài 10 phân anh em nhớ, trên gỗ nhãn anh em nhớ. Rất ngọt luôn ạ. Em sẽ test thử chức năng khoan với con Rectong 120 N anh em nhé. 12 ly. Em sẽ dùng mũi khoan 12 ly em khoan trên gỗ cho anh em mình xem luôn ạ. Em test thử có con Rectong 120 N rồi. Quá là khỏe, thực sự ra rất là khỏe luôn anh em ạ. Và dòng Rectong này em bán thì rất là bền. Cực kỳ bền luôn anh em ơi. Có cả tay cầm phụ, con này lại có cả nước gài máy luôn. Mà giá thân máy cho em, thân máy 120 N 1.550.000. Anh em sở hữu luôn cho em thân máy con Rectong 120 N 13120BL cho em nhé. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều những cái thân máy, rồi là rất là nhiều các đồ pin của Rectong nhá. Đây anh em ơi, con này lại là một vừa lên một con siêu to, giờ một con siêu nhỏ. Siêu nhỏ anh em ơi, siêu nhỏ gọn luôn. Con này thì chỉ phục vụ các bác mà làm những cái linh kiện nhỏ. Linh kiện nhỏ gọn anh em chuyển luôn dòng này.
Còn bà biết bà tôi có không nhá? Linh kiện nhỏ gọn như anh em vặn vít này, vặn vít đồ điện tử lên cho em con này. CV0502 cho em. CV0502 cho em ơi. Bảo hành anh em là 6 tháng trên toàn quốc luôn này. Đây, bảo hành là máy anh em nhớ chứ không có phụ kiện này bảo hành có mà chơi hết luôn. Rồi này. Xem giúp em này. Có báo đèn luôn anh em nhé, có báo pin này. Có. Các bác có thể xoay ra luôn cho em nhé. Wow, xoay thẳng lên giúp em này. Con này là vã mã 4V của Rectong CV0502. Chuyên vận đồ điện tử các linh kiện nhỏ gọn cho em. Con này thì vòng tua của nó là 250 vòng một phút. Và con này pin của nó là pin 2000. Pin 2000 thì mình bè giờ. Và 5 Newton. Giá cho em 510.000. 510.000 anh em sở hữu con vận vít pin của đấy tông luôn. Rất là nhiều phụ kiện, những cái gọi là vít này, khẩu nhỏ này, gọi là những cái lục giác, rồi là những khoang. 510.000 thôi anh em nhớ. Con này là sử dụng, sử dụng cho công việc là lắp đặt, gọi là lắp mở các thiết bị linh kiện nhỏ gọn, đồ điện tử tiện lợi cho em. Còn tiếp lên cho em là một số cái mã thân máy. Đây là thân máy anh em ơi. Thân cư kiếm, thân bê tông, thân bu lông, thân 13 ly, thân mài. Thực sự ra thì anh em mà các bác làm những công việc nào đấy, anh em nên lựa chọn con máy chuẩn đúng công việc đó. Thì thứ nhất là cái năng suất công việc nó sẽ tăng cao anh em ạ. Ví dụ cư kiếm cho em, anh em dùng những cái đầu chuyển đổi làm gì sang cư kiếm. Trong khi đó cái thân cư kiếm thì quá là bèo luôn anh em ơi. Chân pin phổ thông, chân mở 21 anh em nhớ. Anh em cứ có pin chân phổ thông anh em lắp luôn cho em. Ok thử luôn này. Wow. Ôi khỏe cho anh em. Siêu khỏe luôn này, còn có cả báo pin như thế này luôn. Đặc biệt luôn, con này có là 4 lưỡi cưa này và có cả hộp đựng cho anh em mình luôn. Mã CK20. CK20 anh em nhớ. Vòng tua là 3.700 vòng cho em. Con này thì giá tới tay các bác này, thân cư kiếm 600.000 thôi anh em ơi, Tích Tông. Ngon quá trời luôn. Còn để mà anh em nào làm điện lạnh nha, anh em nào mà làm thợ nhôm kính này, muốn khoan bê tông làm trên cao, anh em chuyển luôn cho em mã khoan bê, thân máy khoan bê tông mã 2603 của Tích Tông này. Khoan bê tông này, khoan có búa vào đục luôn cho em. Chân pin lại là chân phổ thông. Con này 2 pin NSK siêu ngon luôn. Anh em làm sòng xã, làm công trình thoải mái với mã này cho em. Con này em bán cực kỳ nhiều luôn rồi. Thực ra anh em thợ thuyền chuyển con này quá trời là nhiều luôn. Bởi vì với những dòng con bê tông, với những dòng 13 lít to, thì thực ra toàn bộ đều là anh em thợ chuyên nghiệp xài nhiều. Anh em thợ làm sòng xã, anh em làm mang thợ các thứ đấy. Đây, ui cha, đây. Gắn vô này. Sẽ gắn vô thử cục pin cho mình xem luôn này. Quá là khỏe luôn các bác ơi. Nghe thấy em tiếng máy này. Đang ở chức năng đục này. Rồi, khoan có búa này. Và chức năng khoan bê tông. Đấy. Thực ra cứ làm công việc nào anh em chọn lựa công việc chuẩn của máy móc đó. Khoan bê tông, khoan tường, chuyển luôn con này luôn cho em bác ơi. Vừa khoan được vừa đục mà tiện lợi đa di năng. Anh em làm sòng xã cho em. Giá thân máy có 1.650.000 cho em. Ngoài ra em có cả pin, các bác muốn mua cả bộ cả pin, cả sạc ok em cũng có phục vụ anh em mình luôn nhá. Rồi này, con anh em mà để mà bán bu lông, anh muốn dùng bu lông nhưng mà lại có cả vít nữa cơ, thì lấy con nào? Lấy con nào bây giờ các bác? Lấy tất nhiên là lấy con bu lông kiêm vít rồi. Bu lông 2 trong 1, vừa xít ốc vừa vít tôn. Mà con này giá thì sale thì quá là bèo rồi. Bình thường bình thường là con này là 950. Hiện tại chương trình của con này còn có 890.000 thôi. À đúng rồi, 890.000 thôi anh em ơi. Giá này thì quá là bèo luôn rồi. Sở hữu luôn thân máy hàng công ty, hàng chính hãng. Thân là bu lông đổ rỗng luôn anh em nhớ. Rồi 2 trong 1 luôn. Có bao nhiêu của nó lên đến là 380 Newton luôn anh em ạ. Đây anh em ơi. Tốc 2 này. Tốc 3 này. Ôi chà, tốc 1 này, tốc 2 này, tốc 3.
Lại còn có cả ba cấp tốc độ anh em điều chỉnh luôn. Muốn nó mạnh, muốn nó yếu như nào anh em tùy điều chỉnh cho em. Thân máy đang có chương trình sale giảm giá, còn có 890.000 thôi anh em ơi. Giá con này thì cực kỳ là béo luôn rồi. Mã này cũng thế luôn anh em ơi. Lại có chương trình, trời ơi, vẫn có chương trình giảm giá con này. Con này là dòng mã bán chạy nhất với dòng 13 ly của Lê Tông. Hiện tại nói chung là không biết các cửa hàng thế nào, nhưng mà với nhà em, mã này bán chạy nhất và em cũng đánh giá khá là ok. Bởi vì là nhiều bác không có tầm gọi là tầm kinh tế để anh em xài những con 120 new, thì anh em dùng con 90 new, khoan bê tông của là các bác gọi là khoan 13 ly, bán bít tôn, khoan sắt, khoan gỗ, rồi là anh em nhà mình rút lõi được. Ok con này. Thân máy cho em nhớ. Tất cả các thân máy hôm nay em lên đều là toàn bộ là sử dụng chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita. Đây nên này, nên là anh em nào mà đã có pin rồi, trời ơi anh em chuyển thân máy luôn. Chưa có pin em có hỗ trợ bán pin cho bác mình luôn này. Khỏe không anh em ơi? Đó, ba chức năng đầu kẹp 13 ly. Mã là M. Ờ cái gì vậy? M cái gì? Con này là con ID1390BL M21 ở trong pin phổ thông. Con này bình thường con này nha, thân máy nó là 1.200.000 rồi là 1.80.000. Nhưng hiện tại đang có chương trình con này, còn có thân máy còn có 990.000 thôi. Sale như thế này thì không mua thì mua con nào rồi các bác ơi. Giá này thì quá là bèo luôn, cực kỳ bèo luôn anh em nhé. Có 990.000 đặc biệt luôn này. Anh em nhìn rõ đúng không? Nhìn rõ rồi em, có cả cái tay cầm phụ luôn. Mở ra cho anh em mình xem luôn. Anh em lắp tay cầm phụ vào, nó còn cả một cái nấc gài máy như thế này. Trời ơi ngon thế này mà không mua thì hơi bị phí luôn anh em ạ. Đây này. Wow. Một tay cầm phụ các bác lắp vô cho em. Ok chưa? Rồi, có cả tay cầm phụ luôn này. Gắn vô đây khi em nào khoan các kiểu mà các bác thấy nó mỏi tay, cầm vào đây hỗ trợ rồi. Có nấc gài máy, trời ơi. Thân máy 990.000 sở hữu luôn cho em con này của Đích Tông các bác ơi. Ngon quá trời luôn á. Ngoài ra thì các bác có nhu cầu, anh không có nhu cầu 13 ly, anh thích con chuyên vít, lên luôn chuyên vít anh em ơi. Lên luôn chuyên vít cho em. Tất cả các mã này em đã bán ra trải nghiệm thị trường rồi. Đánh giá phản hồi của anh em cực kỳ là tốt luôn. Anh em nào đã mua bên em các bác biết rồi. Chuyên vít cấp trượt của Đích Tông. Thân chuyên vít này ngon, mà giá thì khá là hợp lý anh em nhớ. Tầm tiền này thì thực ra quá là bèo luôn á. Cái đầu chuyên vít các bác nhìn thấy đã xịn sò rồi. Đầu chuyên vít mới nhìn thôi đã thấy xịn sò rồi. Motor Brulette không thang. Con này thì tốc chậm là 500 vòng một phút, tốc nhanh là 1600 vòng. Mô men xoắn là 55 N. Mã M21 VT55NCP, có nghĩa là 55 N anh em nhớ. Chân pin phổ thông luôn này. Rồi ok này, chân phổ thông anh em gắn vô cho em. Khỏe chưa anh em, mua cha. Quá trời là khỏe luôn các bác ơi, quá trời là khỏe luôn. Thân máy cho em, giá từ anh em 920.000 thôi anh em ơi. 920.000 thôi anh em ạ. Đây chuyên vít thì lấy luôn con này cho em. Anh em nào mà anh cần chuyên vít thôi, anh làm nhôm kính, anh chuyên đi bằng vít, anh chuyên tôn, triển luôn em anh ơi. Triển luôn các bác ơi. Đây logo Đích Tông dập nổi. Đích Tông hàng cực kỳ là ngon, chất lượng. Anh em nào mà đã sử dụng rồi anh em biết rồi. Rồi một cái mã công ty đang có chương trình sale sập sàn luôn. Một mã sản phẩm công ty đang có chương trình sale sập sàn anh em này. Con này thì thực ra là em đánh giá rất là cao. Bởi vì nó khỏe, nó tiện lợi, nó đa di năng. Và giá này thì quá là bèo. Giá này thì quá là bèo luôn anh em ạ. Em có bán cả thân máy này, rồi là em có bán cả pin luôn. Con này ơi, con này còn có một cái tay, một cái ống thổi nữa. Bỏ ra các bác nhìn cho nó đã này. Ơi, bỏ ra cho anh em nhìn cho nó đã luôn này. Đây anh em nhá. Rồi, con này thì các bác nhìn giúp em này. Nó có một cái tay cầm. À quên xin lỗi, nó có một cái ống thổi này. Đây, có khớp này. Anh em vô, anh em khớp vô cho em này. Ok này. Một cái nấc cầm, tay cầm thế này này. Các bác xoay núm điều chỉnh tốc độ cho em. Đây,
Có cái này luôn để các bác muốn để không, sợ đổ. Ok, chuyển để luôn cho em xuống đúng không ạ? Anh em nào mà có những cụ pin chân pin phổ thông thế này rồi thì anh em lấy thân máy cho em. Có cả một túi lọc cặn lọc bụi, nhìn đã đủ thấy hàng xịn rồi, mà giá thì quá là bèo luôn. Thân máy cho em 660.000. Rồi em sẽ lắp, em sẽ lắp vào cụ pin chân phổ thông. Em cho anh em nhà mình xem luôn này. Đang để mắt nha anh em nhá. Rồi. Ok này. Anh em mồi lửa rất là ok này. Môi lưỡi làm cái chậm chậm này thôi anh em ơi. Lên này, lên này, lên này, lên này, lên này, lên luôn cho em. Đây anh em nhìn. Rồi. Tay thử nha. Rồi. Khỏe lắm luôn á, anh em thổi lá, thổi lửa, anh em thổi gió, tiện lợi quá trời. Rồi, làm gió, thổi lá, thổi lửa. Thân máy cho em, thân máy không kèm pin là sợ là 660.000. Anh em ngày hôm nay, rồi trong tháng 11, con này có chương trình trong tháng 11 này, mua thân máy cộng một pin 2A. Pin 2A của Lê Tông là 408, thân máy là 660, sẽ là 1.180.000 đâu nhỉ, 660 với cả 408 là 1.140.000 cho em. Được tặng ngay một cái cục sạc về anh em sạc nha. Ui cha, công ty, công ty quá là chu đáo luôn với mã này luôn anh em ơi. Đang có chương trình thì nhảy luôn anh em ơi. Chiến luôn các bác ơi, quá là bèo luôn. Thân máy cộng một pin 2A tặng sạc luôn. Pin của Lê Tông thì cực kỳ chất lượng nha. Anh em nào đã trải nghiệm rồi các bác biết. Đã trải nghiệm rồi anh em cho em xin cái feedback, xin cái phản hồi. Rồi. Pin 2A sạc nhanh anh em nhé. À pin 2A tặng cái sạc nhanh luôn. 660 cộng 408 có 1.140.000 rồi, tặng một sạc nhanh như này rồi. Quá là ngon luôn. Mà chưa có pin thì lấy thân máy thôi. Trời ơi, thân máy cũng khá là rẻ luôn. Hàng thì quá là chất lượng rồi. Rồi anh em tiếp lên cho em này, một mã 4 cell. Mã 4 cell là anh em gọi là thích sự nhỏ gọn. Deck tông thì thực ra là cực kỳ là bền luôn anh em ạ. Chất lượng rất là bền luôn á. À đây, cái này sạc không biết bên em các bạn bắt đầu rồi. Rồi. Hai bộ hai pin nhỉ. Combo D14 của Đức Tông. Hai thân máy, hai pin. Thân máy hai chức năng này. Con này là mã D16 MK10DL. Và con chuyên vít này. CV150BL nha. Combo cho em hai thân khoan, à một thân. Combo là một thân khoan, một thân vít, hai pin 4 cell, một cốc sạc luôn. Lại còn tặng cho các bác là một cái túi đeo của Đức Tông. Đó, cái con này nó có túi đeo thế này, tiện lợi luôn này. Giá cho anh em 2.050.000 sở hữu combo này cho em. Thực ra combo này sẽ phù hợp với các bác mà anh em thợ đi làm trần vách thạch cao, muốn nhỏ gọn, khỏe, làm thêm dòng này. Nó lại có cả đèn báo pin này, motor blue led không than luôn. Ôi, đèn theo là siêu siêu sáng luôn thôi. Chất lượng thì không phải nói, không phải bàn cãi luôn. Cả bộ combo có 2.050.000 thôi anh em ạ. Còn để mà anh em đi mài cắt, đi làm công trình. Mài cắt làm công trình. Thực ra thì anh em đã trải nghiệm rồi. Các bác đa số là anh em thợ dùng một máy Đức Tông đúng không? Em thì có rất là nhiều khách, rất là nhiều gọi là khách ruột luôn á. Mua một máy Đức Tông rồi, rồi lần sau là gọi là tất cả các mã, là tất cả các máy móc là anh chuyển sang Đức Tông hết. Chuyển sang Đức Tông hết bởi vì nó chất lượng quá là ngon mà giá hiện tại khá là hợp lý luôn này. Đây anh em ơi. Đây anh em ơi. Con này thì nó có đường gân chống trơn trượt cho anh em khi sử dụng này. Cắt nhiều anh em lấy cho em, công tắc trượt cho em. Công tắc trượt đẩy cho em này, cắt nhiều này. Con này thì mã là AG100S. AG100S cho em nhá các bác nhá. Chân pin là chân pin phổ thông, chân M21 này. Con này motor roulette không chổi than. Ba cấp tốc độ luôn. Tốc 1 là 4.000 vòng, tốc 2 là 6.000 vòng và tốc 3 là 8.500 vòng luôn này. Cho anh em nhà mình xem luôn. Rồi anh em ơi. Tốc 1 này, tốc 2 này, tốc 3 này. Giá thì quá là bèo rồi. Con này không phải là 1.050.000 nữa mà hiện tại chỉ còn có 990.000. 990.000 anh em sở hữu luôn cho em một thân máy mài cò bóp, thân máy mài công tắc trượt hàng của Đức Tông.
Con này thì bao ngon luôn, anh em đã làm rồi các bác biết này. Nhìn cái tay cầm đã đủ xịn sò rồi các bác ơi. Con anh em mà bắn ốc, ăn ốc này, anh em bắn ốc bắn nhiều, làm anh em làm xe máy, sửa chữa xe máy mà muốn sử dụng được, muốn làm được tất cả các ốc trên xe, từ ốc nồi sau xe ga đến cái ốc bình thường, lấy luôn cho em con Dexton 520 new. Con này dòng compact, nhìn của nó rất là nhỏ gọn nhưng lực của nó lên đến là 520 newton anh em nhé. Compact này, rồi búa âm anh em ơi, rất là êm, motor brushless không chổi than rồi. 3 cấp tốc độ luôn anh em nhé. Tốc 1 là 1100 vòng 1 phút, tốc 2 là 1007 và tốc 3 là 2003. Chân phổ thông anh em lấy cho em pin này, à thân máy này. Tất cả các mã em đều bán rồi, thân máy đều bán rồi, đều bán cả pin nữa luôn nhá. Rồi, bu lông đầu đặc sẽ phục vụ các bác mà chuyên ship ốc, chuyên ship mở ốc lớn. Anh em dùng được cả ô tô, ok luôn cho em. Con này thân máy 1.710.000 cho em nhé. Thân máy 1.710.000, dòng compact anh em ơi. Nhỏ gọn, khỏe, lực xiết lên đến là 520 new. Các bác có pin rồi anh em lấy thân máy, chưa có pin thì bên em hỗ trợ bán cả pin của Dexton luôn. Pin Dexton thì nó là pin cực kỳ chất lượng cho anh em mình luôn nhá. Còn mà đây anh em ơi, anh em muốn dùng công tắc bóp cò, mài cắt. Thực ra là công tắc bóp thì rất là anh em gọi là mài nhiều thì anh em sẽ dùng công tắc bóp, còn cắt nhiều thì anh em sẽ dùng công tắc chừa cho em này. Đầy đủ dụng cụ chắn, tay mở với tay cầm phụ luôn cho em các bác nhá. Hộp đựng luôn. Con này thì mã này vẫn còn cái mã hộp đựng này. Đây anh em ơi, hộp đựng luôn cho mình luôn nhá. Đấy, hộp này cực kỳ chắc chắn luôn này. Gắn vô đây cho em, anh em sẽ cho anh em mình xem luôn này. Cho anh em mình xem luôn. Tốc 1 này, tốc 2 này và tốc 3 cho em nhé. Tốc 1 là 4.500 vòng, tốc 2 là 6.000 vòng và tốc 3 là 7.500 vòng cho em. Motor brushless không chổi than, 3 cấp độ luôn. Mà hàng chất lượng quá luôn, con này em bán không biết bao nhiêu là máy rồi. Giá cho em thân máy 1.100.000 cho em anh em nhé. 1.100.000 anh em sở hữu cho em con thân của Dexton công tắc bóp cò. Anh em nào có pin rồi lấy thân máy, chưa có pin thì em có hỗ trợ bán cả pin cho anh em mình luôn nhá. Còn ngoài ra thì anh em, rất là nhiều anh em mà đi làm công trình công trường, làm công trình công trường nóng bức đúng không ạ, thì anh em có thể lên cho em những cái mã quạt pin của Dexton. Quạt pin của Dexton anh em ơi, rồi quay được luôn 180 độ luôn anh em ơi. Con này thì các bác có 3 cấp tốc độ luôn. Anh em có 3 cấp tốc độ, các bác có thể điều chỉnh trên thân này, 1, 2, 3 này. Con này thì tốc 1, tốc 1 của nó là, tốc 1 là 1.400 vòng, tốc 2 là 1.550 vòng và tốc thứ 3 là 1.700 vòng cho em. Đường kính cánh quạt là 30 phần các bác nhé. Thì em sẽ gắn thử cục pin chân phổ thông, em gắn thử cục pin chân phổ thông cho anh em mình xem luôn này. Pin 4A xe tăng anh em ơi. Rồi, quá là khỏe luôn. 1, 2, 3 này. Đấy, tắt đi. 3 này, 2 này, 1 này. Siêu khỏe, siêu mát luôn. Anh em có thể mang đi công trình, công trường. Anh em cũng có thể để ở nhà. Rồi, hoặc thời tiết mất điện anh em cũng có thể xài được luôn cho em. Tiện lợi và đa chức năng. Đặc biệt luôn anh em ơi, có thể xoay ở 180 độ. Có tay xách cho em này. Rồi, đằng sau lại có cả cái móc, móc để anh em mình treo. Đây đằng sau con này có móc luôn anh em ơi. Đây này, có móc anh em ơi, anh em nhìn cho em này. Có móc để các bác nhà mình treo được luôn cho em này. Có thể rút ra và treo luôn anh em nhé. Con này thì có cổng, 2 cổng USB này. 2 cổng USB để các bác nhà mình sạc điện thoại này. Có một cái đầu nguồn để anh em nhà mình các bác cắm vô điện lưới, vừa là một con quạt pin và vừa là một con quạt điện, tiện lợi đa di năng. Thân máy cho em mã con này, con Queen 255, thân quạt của Dexton 1.350.000. Đặc biệt hiện tại con này đang có chương trình sale anh em ơi, anh em mua một thân quạt cộng một pin bất kỳ, pin 2A 480.000 của Dexton này, có báo pin, thì sẽ được tặng một sạc nhanh 2.4A của Dexton. Hoặc anh em mua
anh em mua một thân quạt này cộng với một cục pin 4A xe tăng 760.000 cũng được tặng một sạc nhanh của Đại Công em ơi. Con này thì công ty đang có chương trình sập sàn luôn. Thực ra trong miền Nam anh em thời tiết lúc nào cũng nóng bức, triển một con thì các bác ơi, vừa dùng quạt điện vừa dùng quạt pin, tiện lợi đa xe năng mà giá sale rẻ. Giá sale này thì khá là rẻ các bác ạ. Có chương trình thì triển luôn các bác. Lăn tăng gì nữa tầm này. Còn anh em mà muốn nhỏ gọn, nhỏ gọn cầm cho nó nhẹ, nhỏ gọn thì anh em lấy cho em cái con này. Con Đách Tông 10 ly 1055BL. Con này rất là hot luôn á. Rất là hot. Dòng 10 ly compact nhỏ gọn nhưng mà siêu khỏe luôn. Anh em làm thạch cao, làm trên mái, lấy muốn lấy con là nhỏ gọn nhưng phải khỏe thì anh em chuyển luôn trong dòng này. Ba chức năng em ơi, ba chức năng mà đầu kẹp 10 ly, hai tốc độ nhanh chậm cho em. Con này là mã là 1055BL, có nghĩa là 55 newton, tốc chậm là 500 vòng một phút, tốc nhanh là 1600 vòng anh em ơi. Chân pin phổ thông, chân pin mở 21 cho em, mà giá thân máy 990.000 thôi anh em nhớ, rất là ngon luôn đấy. Rồi là những con khoan đục, trời ơi em chưa thấy cái mã nào mà nó rẻ như này. Hàng đồ pin thứ nhất lúc nào cũng sẽ đắt hơn đồ điện nhưng nó tiện lợi. Nhưng mà với cái mã này vừa khoan vừa đục của Đách Tông này, hàng đồ pin mà rẻ như đồ điện các bác ơi, đồ pin mà rẻ như đồ điện luôn. Đây, mã là RH2702BL. Tặng anh em 3 mũi khoan, 2 mũi đục và lại còn cả một cái hộp mỡ như thế này cho anh em đi kèm luôn này. Con này thì vừa khoan vừa đục bê tông, đúng không ạ? Anh em vừa khoan vừa đục anh em chuyển luôn cho em dòng này. Trời ơi làm trên cao tiện lợi lắm luôn. Chưa mà có cái mã nào mà nó lại rẻ như thế. Thân máy cho em, thân máy con vừa khoan vừa đục, úi cha, 2702. Em đang gắn vô cục pin chân phổ thông cho mình xem luôn nhá. Cho anh em nghe tiếng máy, cho anh em nghe. Đấy, tiện lợi luôn anh em ơi. Tiện lợi quá luôn các bác ạ. Con này giá tới tay anh em nhà mình 1.550.000. Anh em sở hữu thân máy 2702, thân máy vừa khoan vừa đục 14 ly của Đách Tông cho em. Thực ra thì hàng con này bình thường các bác mua hàng điện cũng vào là 1.500.000-1.600.000 một thân, à một cái mã điện 14 ly rồi. Đồ pin thân máy cũng có 1.550.000 thôi. Chuyển đồ pin cho nó tiện lợi và đa di năng. Đặc biệt với anh em nào mà đã có pin dòng sạc cao ở nhà rồi, lấy luôn anh em ơi, lấy luôn chần chờ gì nữa các bác ơi. Và tiếp lên cho em là hai cái mã Twin Vít. Hàng con này là con của Đách Tông luôn này. Nó là một thương hiệu con của Đách Tông, con của Freeman. Nhiều bác bảo sao em đang lên Đách Tông mà lại lên Freeman làm chi? Bởi vì nó là thương hiệu con của Đách Tông. Con này thì bán về bao nhiêu hết bấy nhiêu này. Và đợt này công ty này, đợt này công ty đang có chương trình sập sàn luôn, 4 chức năng, 4 tốc độ luôn. Tốc 1 là 1.100 vòng, tốc 2 là 2.100 vòng này, tốc 3 là 3.200 vòng và tốc thứ 4 là 3.700 vòng. Vòng tua tốc độ cực kỳ là cao, máy khỏe. Đầu chuyên viết đồng tâm và có cả bốn cái chức năng này. Chức năng đầu tiên cho em này. Đây, sáng chức năng anh em ơi. Chức năng đầu tiên là T1 này. Bán vít mỏng, T2 vít dày, dấu cộng, vít gỗ và cuối cùng là auto tự động luôn. 4 tốc độ, 4 chức năng. Bật đèn, tắt đèn theo ý thích của mình luôn. Nhỏ gọn, dòng compact nhỏ gọn. Thân Freeman có 2 bản, màu xanh này, màu vàng này. Sale đồng giá luôn, bình thường các bác biết rồi. Với mã này em bán rất là nhiều rồi. Bình thường em bán nó là 1.060.000 đúng không? Nhưng hiện tại công ty làm cái mã này là mã thị trường, mã ra thị trường, giá thân máy cho em có 900.000 một thân thôi. Anh em thích màu nào lên màu đó, thích xanh lên xanh, thích vàng lên vàng, chuyển luôn cho em bác ơi. Chuyển luôn cho em, chuyển luôn cho anh em này ơi. Rồi, ngoài ra này, anh em muốn mua lẻ pin, mua pin rời. Pin rời của Đách Tông thì hiện tại đang còn 3 mã này. Đây, đầu tiên là có mã pin 2A cho em. 2A của Đách Tông có báo pin, pin của Đách Tông pin nào cũng có báo pin rồi. Hàng rất là chất lượng luôn anh em ơi. Chân phổ thông anh em muốn nhỏ gọn lấy pin 2A cho em, 480.000 cho em này. Rồi là pin 4A xe tăng cũng có báo pin chuẩn luôn anh em ơi, báo pin cực chuẩn luôn.
760.000. Pin 4A chống cháy. Cũng báo pin luôn. Đây, báo pin anh em ơi. Nhìn báo pin của Đức Tông xịn luôn này. 820.000. Và sạc quên. Sạc bàn anh em ơi, sạc bàn sạc 2.4A 250.000 thôi các bác ạ. Các bác muốn mua cái mã nào, đồ pin nào, thực ra tất cả các mã này em đều bán rất là nhiều rồi. Em đều bán cực kỳ là nhiều. Phản hồi của khách hàng khá là tốt luôn anh em ạ. Thực ra anh em muốn thấy là thấy con nào nó phù hợp với công việc của mình thì các bác có thể lựa chọn. Dòng này thì em cam kết cho các bác luôn, chất lượng cực kỳ là ok luôn ạ. Cực kỳ là ok này. Ngoài ra này, em có ít cái bộ khẩu này. Có ít bộ khẩu 12 món này. Bán cũng đang rất là chạy luôn này. Khẩu 12 món. Có một khẩu 25, à có một cần tự động 25 phân, tay nối dài 12 phân và 10 khẩu từ 8 đến 24. Giá 200.000, bao phí ship luôn. Đấy, anh em có nhu cầu nào thì anh em có nhu cầu mã nào alo trực tiếp cho em qua các đầu số là 0929 826628 hoặc 0982 826628. Cửa hàng nhà em ở tại Lý Nhân Hà Nam. Anh em nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng em nhé. Và anh em quan tâm em thì nhớ đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để cập nhật những video clip mới nhất nhé. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và tạm biệt tất cả các anh em ạ.